Vì yêu anh xin đón em trong vòng tay. Cứ yêu xin đừng mơ lúc gì. Dù xa nhau mãi vẫn yêu nhau hoài. Tình không thể phai. Em ơi, lên nào, một tay lớn lên, đầu xuống đầu. Chào tất cả quý vị. Đưa tay cao lên nào quý vị ơi. Chẳng nghĩ gì các chân ở đây. Bên nhau ta sẽ đắm môi hôn hạnh phúc đôi tình. Anh nghe trong tim cất nghĩ tình ta ưu tiên. Đời tình sống như giấc mơ ta không ai biết. Còn tình nhân gian sẽ không bao giờ bền lâu. Đời này tình anh sao em. Tình như sông xanh ngát ngát hơn trời. Người anh yêu ơi buồn đời khó quên. Vì yêu anh xin đón em trong vòng tay. Cứ yêu xin đừng mơ ước gì. Dù xa nhau mãi vẫn yêu nhau hoài. Tình không thể phai. Lên nào, vỗ tay quay lên nào. Em yêu ơi thế nhưng trời đã an bài. Ta yêu nhau phải đâu vì ai xui khiến. Rồi ngày mai không có anh vui hay buồn vui. Em kinh em tôi chỉ có thêm em mà thôi. Mai xa rồi dù không bên anh. Bên em cô đơn em vẫn khát cười. Đừng lo lắng thêm u sầu. Thôi em vì yêu anh xin đón em trong vòng tay. Cứ yêu xin đừng mơ ước gì. Dù xa nhau mãi vẫn yêu nhau hoài. Tình không thể phai. Bây giờ nhá, tôi gọi tất cả quý vị hoan hô ơi. Quý vị ơi to lên nhá. Gọi từ bên này, chạy sang bên này nhá. Con nhạc lên, con nhạc lên. Rồi nhá, từ bên này chạy sang bên này nhá. Ai đây? Ai đây? Ai đây? Hoan hô. Ai? Ai? Ai hoan hô. Vì yêu anh xin đón nhau trong vòng tay. Cứ yêu tình đừng mơ ước gì. Dù xa nhau mãi vẫn yêu nhau hoài. Tình không thể phai. Vì yêu anh xin đón nhau trong vòng tay. Cứ yêu đi tình đừng mơ ước gì. Dù xa nhau mãi vẫn yêu nhau hoài. Tình không thể phai. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn mọi người. Hà Thiếp à? Phú à? Không Phú à? Chờ đi rồi đi. Chị nhập được cái mũ. Rồi mũ này mai gọi như là ấy nha. Còn cái tôi bây giờ có biết có muốn nghe Tường hát nữa không? Anh ơi! Không? Anh ơi hát bóng mẫu ok ông đang dạy hay. Thế thì quý vị vỗ tay lớn lên nha. Bây giờ này này. Sắp sửa đây Cường ra một cái album nhạc trữ tình. Và cái album này là cái ý định của Cường là xâm nhập vào thị trường bán đĩa ngoại của bên hải ngoại. Đấy, hy vọng là tất cả quý vị cũng ủng hộ. Thì nãy giờ là quý vị nghe là gào hết la hết rồi vật vã quần quại cái gì có rồi. Đấy, la hết thì mắt thành sợ hết rồi. Rồi hát cái dòng nhạc đấy thôi. Hát một cái nhạc êm 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 là Cường không hát được. Và hát được nhưng mà nó không đủ cái lực và cũng như là nó không đúng cái chất của mình. Cái chất của Cường là phải gào hết la hết. Như là hét lên tận trăng á. Bây giờ thì Cường hát một cái nhạc trữ tình. Nhưng mà Cường cất câu đầu tiên lên. Nếu mà tất cả quý vị hoành bồ mà nghe cảm thấy lọt tay thì quý vị phải dành cho Cường một tràng vỗ tay là nồng nhiệt lên. Quý vị có đồng ý không? Nha. Ok nha. Rồi cho nhanh lên.